Xin chào các bạn nha, mình đang có mặt ở tỉnh Bà Rịa. Đây là đàn chó Doberman nha bà con. Đây là huyện gì anh? À, Châu Pha. Châu Pha của Bà Rịa. Đây là giống chó Doberman của nước Đức nha anh, các bạn. Này, nó sẽ có màu đen và màu sô-cô-la. Đàn này chính xác mấy tháng rồi anh? Đây 3 tháng, hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng, khoảng 10 con ha. Mười hơn 10 con thôi. Hơn 10 con. Đây hơn 10 con, hơn 10 con. Đàn này có mấy đực mấy cái anh? Không đếm nhưng mà chó như vậy cũng chưa đếm nó đẹp như này á. 2 4 4 bên đây 2 4 6 8 con. Còn có được cái đầy đủ nha các bạn. Giống chó Doberman của Đức. Nó sẽ có hai màu. Giống này thì nó thon người cao, cao to. Lông sát mịn đẹp. À, lỗ mũi con này màu hồng nha. Màu hồng với màu đen. Nó cũng tương tự như giống chó Rốt vậy, nhưng mà nó sẽ cao hơn chó Rốt Wheeler. Đây chó cho mẹ nó. Đây chó mẹ phải không anh? Đây chó mẹ. Chó này siêu mẫu nha bà con, dáng cao. Cũng thân thiện, mới gặp lần đầu mà cũng thân thiện. Hôm nay thì mình đi thu chó con ở nhà anh Hùng, sẵn quay cho anh em bà con xem tham khảo về giống chó này nha. Chó này cũng rất dễ nuôi và đẻ rất là say luôn nha. Đẻ từ 8 đến 10 con một lứa. Đó. Con này nếu mà chó đực thì có thể là dao động từ 35 đến 40 con một con nếu trưởng thành. Nhà anh Hùng có nuôi thêm chó Mali nữa nè bà con. Đây là Mali non. Đây là chó bố của cái đàn hồi nãy nè. Con này có to ha. To con. Đây là chó bố. Nó tên là gì anh? Đúng. Thả nó cho nó đi được không? Sợ nó cắn nó mẹ, nó cắn luôn. Nó hơi dữ ha. Con này giữ nhà ngon ha. Màu sô-cô-la. Đẹp. Đấy, đây là cái con bố của đàn hơn lúc nãy các bạn. Tay chân to nè. Con này cao to. Tay đứng. Chân thẳng, bụng thon. Ngực nở đẹp. Rồi ok anh. Đây, mô hình của anh là vừa nuôi kết hợp với trồng lan luôn nha các bạn. Nuôi hộ gia đình. Vừa giữ nhà vừa lâu lâu đẻ thì được thêm thu nhập luôn. Cái này khoảng 10 kg. Yep. Con số 4 cái khoảng 10 kg nha các bạn. Màu sô cô la. Con số 5 cái thích hợp các bạn nuôi để giống nha. Cái. Rồi, hết cái rồi, hết rồi không? Rồi, hai con kia. Rồi, ok. Vô đi. Vô đi nhà mới đi. Rút. Rút. Rồi, ok. Để khiêng ra rồi thấy.